Em nghĩ một cái thay đổi rất là lớn là trong tư duy của mình. Đó là hồi trước, ví dụ như em mà làm cái gì thì em cũng sẽ chỉ nghĩ cho bản thân thôi, và bản thân mình sẽ là cái ưu tiên hàng đầu. Nếu mà mình thích thì ok, mình sẽ làm, mình sẽ nghĩ cho bản thân mình nhất. Còn bây giờ là bây giờ em đã có chồng, tức là tụi em thì vẫn chưa có em bé nha, thì vẫn là suy nghĩ đơn giản hơn so với lại các gia đình mà có em bé. Thì em bây giờ có chồng thì bây giờ em không có suy nghĩ cho mình em nữa, mà em phải suy nghĩ cho cả anh Đức, cho cả hai đứa tụi em. Ví dụ như là có những công việc đòi hỏi phải đi xa, hoặc là phải đi công tác, hoặc là phải làm đêm kiểu kiểu như vậy, thì em sẽ phải cân nhắc tới những cái công việc đó là nó có ảnh hưởng tới tới hai tụi em ra sao, và anh Đức có đón nhận như vậy hay không. Và bên cạnh đó thì cả những cái việc đi chơi, hoặc là giống như hồi trước là độc thân thì sẽ có những cái kèo đi chơi xa với bạn bè, hoặc là đi đi nhậu kiểu như vậy á, thì nó cũng sẽ thoải mái hơn. Thì bây giờ mình có chồng thì mình không có thể nào mà tự quyết định được như vậy, mình phải hỏi chồng xem là chồng có ok không, hoặc là nhiều khi mình rủ chồng đi chung. Thực ra em nói cái này không phải là theo kiểu như là anh Đức sẽ bắt ép em, hoặc là anh Đức quản lý cuộc sống của em hay gì, nhưng mà em cảm thấy rằng là nếu mà mình nói và mình kiểu mình minh bạch, mình chia sẻ rõ ràng cụ thể những cái gì mình làm, hoặc là những cái hoạt động của mình đó, thì nó sẽ giúp ích cho mối quan hệ của hai người rất là nhiều. Và em cũng cảm giác là mọi người hay nói là câu giao tiếp là chìa khóa của hôn nhân, đúng không? Mình cứ chia sẻ đi, thì thật sự đó là một cái chìa khóa mà đã giúp cho tụi em vượt qua rất là nhiều những cái cuộc cãi vã, những cái tranh luận không cần thiết, thì kiểu như vậy. Mối quan hệ nào cũng sẽ có những lúc là cả hai ở thời điểm đó sẽ chưa tìm được cái tiếng nói chung. Đối với tụi em hiện tại á, thì cũng trộm vía là chưa có những cái vấn đề nó quá to lớn, thì chỉ cần thời gian thì sẽ giúp đỡ được, sẽ giúp giải quyết được cái vấn đề đó. Thì ví dụ như là ở cái thời, có thể là cái lúc mà xảy ra những cái câu chuyện đó là cả hai chưa có đủ bình tĩnh để mà cùng nhau giải quyết cái vấn đề đó, thì thường là cả hai tụi em sẽ cho nhau một khoảng thời gian, một chút khoảng không để mà lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo về cái câu chuyện đó, xong rồi sau đó sẽ tự tìm ra tiếng nói chung. Nhưng mà em nghĩ là càng về sau thì có thể là càng lớn, hoặc là mình càng có những cái bước tiến trong cuộc sống hoặc là trong hôn nhân đó, thì có thể sẽ có những cái câu chuyện nó phức tạp hơn. Thì em nghĩ những lúc đó chắc có lẽ là sẽ phải cần sự trợ giúp đến từ gia đình chẳng hạn. Bởi vì bản thân em và anh Đức thì rất là luôn hướng về gia đình và luôn đặt ý kiến của gia đình lên hàng đầu. Thì cũng may, cũng rất là trộm vía đó là cả hai gia đình đều yêu thương ủng hộ và luôn hết mình vì con cái, cho nên rằng là sẽ luôn giúp ích cho tụi em, sẽ luôn giúp đỡ tụi em mỗi khi mà tụi em cần. Cái này em không thể ép nhờ, ví dụ như là em mà post cái gì thì anh Đức cũng sẽ like. Tức là giả sử em post 10 tấm hình trên một cái post hả, là anh Đức cũng sẽ like từng tấm luôn. Em thấy cái đó rất là dễ thương, thậm chí còn like story của em nữa. Và anh Đức thì luôn có những cái huy hiệu fan cứng hay kiểu kiểu giống như vậy đó, thì em thấy dạ, em thấy rất là dễ thương. Thì tức là trước đây thì khi mà em thấy ví dụ mẹ em luôn luôn nấu cơm mà không chịu order, hay là luôn luôn dọn nhà sạch sẽ mà không nghỉ một ngày hay 2 ngày ví dụ như vậy, thì em sẽ hơi thắc mắc là em không hiểu tại sao mẹ phải làm như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà em bước vào hôn nhân rồi, và thì giờ em mới thật sự hiểu được là tại sao mẹ lại làm như vậy. Tại vì em yêu anh Đức, cho nên rằng là em muốn anh Đức khi mà về đến nhà sẽ luôn có một cái bữa cơm nóng chờ anh Đức, hoặc là sẽ luôn có nước đầy đủ, rồi có nước mát, hoặc là căn nhà nó phải mát rồi, phải thơm tho, phải sạch sẽ để mà chào đón anh Đức về. Thì khi mà anh Đức đi làm ở ngoài đường, đúng không ạ, thì em không thể kiểm soát cái đó được, mà em cũng không biết là thì đi ra ngoài thì sẽ có rất là nhiều cái lộn xộn, nhiều cái khó khăn, nhiều cái bực dọc. Và khi mà mình về nhà thì đây phải là một cái nơi mà thoải mái nhất, dễ chịu nhất để cho mình lấy lại năng lượng để mà tiếp tục trong cái ngày mới. Thì em muốn là mang lại được một cái không khí nó ấm áp, nó tình cảm dành cho anh Đức. Và chắc chắn rằng là sau này khi mà em có con thì em cũng sẽ mong muốn là con em cũng phải được lớn lên trong một cái môi trường như vậy. Em nghĩ bạn nào mà sau này khi mà bước vào hôn nhân cũng sẽ tương tự. Có thể là ở thời điểm này mình sẽ không hiểu được, nhưng mà một khi mà mình đã bước vào hôn nhân là tự khắc cái năng lượng của mình và cách suy nghĩ và cái lối sống của mình nó cũng sẽ thay đổi để mà phù hợp cho cái tổ ấm của mình. Lúc đó là gia đình của mình nó sẽ là ưu tiên hàng đầu, và mình làm tất cả cũng sẽ là vì gia đình của mình. Nghĩa là bản thân mình thì mình sẽ không có thể tự nhận thấy lúc đó được, nhưng mà nếu mà mình nhìn lại thì mình sẽ thấy những cái sự thay đổi đó. Và bạn bè em á, thì thực ra cũng các bạn cũng rất là dễ thương. Những người bạn thân thiết của em á, thì mọi người cũng không có nói gì. Có thể là những người bạn khác, hoặc là những người khác, thì người ta nhìn vào người ta sẽ thấy rằng là em bây giờ không có dành nhiều thời gian cho bạn bè, hoặc là đi chơi thì về sớm, hoặc là lúc nào cũng đi chung với lại anh Đức như vậy, thì đâu ra đâu còn sự tự do nữa. Nhưng mà những ai mà thật sự họ hiểu em, họ biết em,
và họ đi chơi với em nhiều thì họ sẽ cảm thấy rất là mừng cho em là kiểu luôn luôn có một người đồng hành như vậy, và họ cũng sẽ phát triển cùng với những cái sự thay đổi của em giống như vậy. Dạ. Nhà của em thì không có cái thói quen đó, mà cho đến khi mà em cưới anh Đức về, em ở với nhà anh Đức xong rồi sau này ở riêng thì em mới hiểu, em mới biết có cái thói quen đó là cả nhà từ ba mẹ đến con cái ai cũng đều dậy sớm và sẽ dành thời gian cho nhau là đi ăn sáng. Thường là sẽ ăn sáng từ 7 giờ cho tới 8 giờ xong rồi sau đó là mọi người sẽ đi công việc riêng của mình trong mấy ngày hôm đó. Thì thật sự em thấy cái đó rất là rất dễ thương luôn, là em thấy không phải nhà nào cũng có, mà công nhận là mình đã có rồi thì mới thấy rằng là nó rất là tình cảm, rất là ấm áp. Và hơn hết là khi là em thấy rằng là anh Đức được lớn lên trong một cái môi trường như vậy thì em biết chắc chắn rằng là sau này khi mà tụi em có con đó, thì anh Đức cũng sẽ luôn ưu tiên gia đình hàng đầu, luôn ưu tiên con cái lên hàng đầu, giống như cách là ba mẹ ảnh ưu tiên ảnh lên hàng đầu vậy. Dạ, thì ra cái hồi đầu lúc mà em mới tìm hiểu anh Đức đó, thì em cũng có để ý xem là anh Đức suy nghĩ và đối xử như thế nào với lại ba mẹ của ảnh, và một cái nữa là em cũng muốn tìm hiểu là ba mẹ ảnh yêu thương nhau như thế nào và cái cách mà họ chăm sóc gia đình ra sao. Bởi vì nếu mà ba mẹ ảnh chăm sóc như thế nào thì chắc chắn rằng là sau này anh Đức cũng sẽ cư xử giống như vậy, một phần nào đó sẽ như vậy. Thì trộm vía là em cảm thấy những cái suy nghĩ của gia đình anh Đức thì rất là tương đồng, rất là tương thích với lại những suy nghĩ của gia đình em. Và em cảm thấy khi mà mình có sự hòa hợp như vậy và cũng như là những thời địa lợi nhân hòa, mình có sự hỗ trợ từ gia đình hai bên, từ chính bản thân hai đứa thì mình sẽ tiến tới hôn nhân như vậy. Dạ, thì em cũng chỗ biết cũng may mắn ấy, bây giờ cũng vẫn được yêu thương chiều chuộng, mặc dù có lười, có nó ăn không ngon hay có ở dơ thì đi chăng nữa anh Đức cũng vẫn yêu thương. Nhà anh Đức là có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc học sâu, học tiến sĩ và cũng như là nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong các trường đại học. Thì em nghĩ rằng là thực sự là gia đình mình mà có một những người đi trước như vậy, mà nếu mà mình cũng có cái định hướng phát triển tương tự như vậy thì thực sự đó là một cái điểm cộng rất là tốt. Mình có thể học hỏi nè, mình được ba mẹ, được các anh chị em họ, các cô chú hướng dẫn cho, và cũng như là nhờ mọi người chỉ dẫn cho, thực sự đó là một cái điều mà em thấy rất là biết ơn ạ. Thứ nhất là mẹ anh Đức là một người rất là năng lượng, má Hà siêu siêu năng lượng luôn anh. Má chồng em là sinh năm 1966, nhưng mà rất là bận rộn, cực kỳ bận rộn. Là ví dụ như trong một tuần thì sẽ có thứ hai thứ ba là sẽ đi giảng dạy ở trường đại học, là nguyên ngày, là kiểu như nói từ sáng cho tới tối luôn. Xong rồi thứ tư năm sáu thì sẽ có những cái công tác ở các trường này, trường nọ, trường kia. Và má thì sẽ hay di chuyển rất là nhiều giữa quận 2, quận 7, rồi quận 9, tại vì trường đại học của má đang giảng dạy thì ở tuốt quận 9 lận. Thì em thấy rằng đó là bây giờ em mới có 26 tuổi mà em đã lười rồi, em đã không muốn đi xa ra khỏi nhà em rồi, mà không, em không hiểu sao má có thể được có cái năng lượng như vậy. Thì em thấy cái đó rất là đáng nể. Còn ba chồng em á thì nói chuyện rất là hóm hỉnh, rất là vui tính. Ba chồng em chủ trương theo kiểu rằng đó là mình làm chủ cuộc đời, mình không có để cho ai tác động tới cuộc sống của mình được. Em ví dụ như anh Đức đang đi học tiến sĩ mà có những lúc anh Đức cảm thấy mệt hoặc là cảm thấy học không nổi, hay nói chung là mệt mỏi, chỉ muốn than vãn vậy thôi à, bảo là con không muốn đi học nữa đâu, thì ba bảo ok nghỉ đi, đừng đi học nữa kiểu vậy, hoặc là bảo là thôi con về Việt Nam thôi, về đi không sao hết, kiểu giống như vậy. Hoặc là thậm chí cái hồi xưa lúc mà em mới gặp ba anh Đức lần đầu là chưa cưới nhở, là trước khi em đi thi hoa hậu quốc tế Miss International luôn, thì ba anh Đức có nói một câu theo kiểu rằng đó là để chiến thắng cuộc thi đó mình không phải là người đẹp nhất mà là mình là người duy nhất, cho nên rằng đó là con qua con cho các bạn ăn bánh tráng trộn đi, xong các bạn đau bụng, cái đêm chung kết chỉ còn mỗi con thôi đó. Một ý tưởng rất hay, bây giờ em bị ấn tượng từ ngày hôm đó cho tới bây giờ. Ba má thì luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc hỏi han. Ba má cũng không có bắt em phải nấu ăn hay gì, nhiều cũng quan điểm luôn là rảnh thì mới nấu, còn không thì cứ order hoặc là qua nhà ba má ăn. Xong rồi thích gì thì nói nhẹ ba má mua cho, ba má làm cho. Dạ, cứ có cái vấn đề gì thì cứ chia sẻ với lại ba má sẽ phù giúp, ba má sẽ san sẻ được cái trách nhiệm và cái áp lực đó. Thì đúng là một cái em cũng rất là biết ơn. Nhưng mà có một cái khía cạnh, một cái khác mà em cũng thấy rất là thích nhà anh Đức, đó là nhà anh Đức rất đề cao chuyện tập thể dục. Em thấy cái đó rất là hay, cái đó nhà em không có. Có mỗi nhà em, chắc có mỗi bên mẹ em là tập thể dục thôi, chứ các con cái của mẹ rất là lười. Chứ bên nhà anh Đức là ba má đều tập yoga. Xong rồi anh Đức và cả em gái đều đi tập gym mà kiểu một cách rất nghiêm túc luôn ạ. Là một tuần tập 3-4 buổi.
rất là chăm. Thì em thấy cái việc mà mọi người sống một cách rất là lành mạnh, dậy sớm, đi ăn sáng chung với nhau, nhà em còn bỏ bữa nữa, xong rồi còn đi tập gym, rồi rất là đề cao sức khỏe, thì em thấy là một cái điều mà mình nên học hỏi theo. Và cũng giúp cho em an tâm là sau này nếu mà em và anh Đức có con thì chắc chắn là con của tụi em cũng sẽ được lớn lên trong một cái môi trường như vậy. Thấy gia đình anh Đức như vậy thì đúng là nó là những gì mà rất là phù hợp và rất là tương thích với những cái giá trị mà em được dạy dỗ khi mà em lớn lên. Cho nên rằng là em cảm thấy vô cùng phù hợp.